Belarus làm điều kinh hoàng với Ba Lan, Mỹ tuyên bố nóng. Lộ dấu hiệu, Mỹ bắt tay vào kịch bản dần rút khỏi xung đột ở Ukraine. Thưa quý vị, mới đây người phát ngôn lầu năm góc Fed Rider cho biết Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Loi và người đồng cấp Ba Lan, Marius Blaszczyk, đã điện đàm về sự hiện diện của lực lượng quân sự tư nhân Warner tại Belarus. Bộ trưởng Austin cũng tái khẳng định sự ủng hộ của Washington về phản ứng của Warsaw liên quan đến cáo buộc. Máy bay Belarus xâm phạm không vận Ba Lan vừa qua. Người phát ngôn lầu năm góc Beckrit nêu rõ các bộ trưởng đã thảo. Luận về sự hiện diện của tập đoàn Wagner tại Belarus và cùng cam kết tiếp tục theo dõi chặt chẽ tình hình theo người phát ngôn trên, Bộ trưởng Austin cũng tái khẳng định ủng hộ của Washington về phản ứng của Warsaw liên quan đến cáo buộc máy bay Belarus xâm phạm. Không phận Ba Lan vừa qua, trước đó Bộ Quốc phòng Ba Lan cho biết hai máy bay trực thăng của Belarus đã xâm phạm không phận nước này. Bộ Quốc phòng Belarus cho hay Min đã cung cấp cho Vaksava dữ liệu kiểm soát mục tiêu, qua đó cho thấy không có bất kỳ căn cứ nào củng cố cho các cáo buộc nói trên. Thưa quý vị, ông Vladimir Arlov, Phó Chủ tịch Ủy ban Đối ngoại Hội đồng Liên bang Nga, thượng viện Nga cho biết Mỹ không thể cung cấp bất kỳ đảm bảo an ninh thực sự nào cho Ukraine vì thế washington đang tiến hành kịch bản dần rút khỏi cuộc xung đột này thượng nghị sĩ nga cho hay trong một cuộc trả lời phỏng vấn tôi nghĩ mỹ đang bắt tay vào kịch bản dần rút khỏi cuộc xung đột này liệu họ có thể cung cấp cho ukraine kiểu đảm bảo an ninh nào ở thời điểm này không có đảm bảo nào cả dù là can thiệp quân sự trực tiếp đều có thể dẫn đến kịch bản thế chiến ba với những hậu quả tàn phá thế giới hay nỗ lực đảm bảo chính quyền hiện tại tiếp tục nắm quyền những người vẫn chưa hiểu được rằng Chiến độ này sẽ chấm dứt theo ông Sabarov. Mỹ đã thông báo một số đảm bảo an ninh để làm yên lòng các đối tác ở Kiev. Tuy nhiên theo ông đó không phải là những đảm bảo thực sự. Ông chỉ ra rằng, mọi người đều dần chuyển hướng khỏi vấn đề tư cách thành viên trong NATO của Ukraine tại hội nghị thượng đỉnh của liên minh này ở Litva. Thượng nghị sĩ Nga nhấn mạnh, hiện nay Mỹ một lần nữa nêu vấn đề Ukraine gia nhập NATO, nhưng không có gì rõ ràng xảy ra, họ cần Ukraine như một thực thể chống Nga một nhà nước suy yếu và không có thực quyền. Tôi không nghĩ là có ai đó thực sự quan tâm đến Ukraine. Trước đó, người đứng đầu văn phòng Tổng thống Ukraine ông Andrei Zeremak thông báo, Kiev và Washington sẽ khởi đầu các cuộc trao đổi song phương. Về những đảm bảo an ninh, ngày 31 tháng 7 chính quyền Tổng thống Biden thông báo, Mỹ và Ukraine sẽ bắt đầu. Đàm phán về các đảm bảo an ninh trong tuần này, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Mỹ Nachi Miller cho biết, các cuộc đàm phán sẽ diễn ra trực tuyến. Phái đoàn Mỹ do trợ lý ngoại trưởng phụ trách các vấn đề châu Âu và Á Âu phụ trách theo ông Miller, các cuộc đàm phán sẽ được tổ chức phù hợp với những cam kết mà các nước G7 đưa ra gần đây ở hội nghị thượng đỉnh ở Venus. Thưa quý vị, mối quan hệ của Ukraine với các nước phương Tây ngày càng trở lên phức tạp hơn do những mâu thuẫn về toan tính chiến lược giữa các bên và có lẽ không tránh khỏi sóng gió khi cuộc xung đột nga-Ukraine kéo dài. Theo giới phân tích chiến lược yêu cầu của ukraine đang gây ra rạn nứt trong quan hệ giữa nước này với mỹ và châu âu trong bối cảnh khi ép phụ thuộc phần lớn vào sự viện trợ của các đối tác phương tây để có những thiết bị quân sự trị giá hàng tỷ đô la mỹ cùng các hình thức hỗ trợ nhân đạo và tài chính khác ngoài ra ukraine cần nguồn cung cấp vũ khí liên tục để đối phó với các cuộc tấn công của nga ukraine từng nhiều lần khẳng định họ chiến đấu với nga không chỉ vì sự sống còn của đất nước mà còn vì an ninh của phương tây các nhà tài trợ lớn nhất của Ukraine như Mỹ và Anh đã cam kết hỗ trợ an ninh cho Kiev đến tận cùng. Cụm từ hỗ trợ bằng bất cứ giá nào đã trở thành khẩu hiệu, được lặp đi lặp lại trong các cuộc họp công khai của NATO khi đánh giá về cuộc chiến và nhu cầu quân sự của Kiev, tuy vậy nhu cầu và đòi hỏi của Ukraine. Đôi khi mâu thuẫn với những cân nhắc về chính trị và quân sự của Mỹ, cùng các nước châu Âu, gây ra nhiều rắc rối cho cả hai bên gần đây nhất căng thẳng đã phát sinh liên quan đến chiến lược quân sự của Ukraine và đòi hỏi mà nước này đưa ra đối với NATO. Tổng thống Zelensky được cho là đã khiến một số đối tác tức giận trước thềm hội nghị thượng đỉnh NATO ở video hồi đầu tháng 7, khi ông chỉ trích NATO do dự trong việc cung cấp cho Kiev con đường cụ thể để gia nhập khối. Trong thông cáo dự thảo của hội nghị ông Zelensky tỏ rõ thất vọng với liên minh. Ông cho rằng việc không đưa ra mốc thời gian cụ thể để kết nạp Kiev là chưa từng có và vô lý nhiều quan chức ở Washington và London cho rằng, ông Zelensky đã đi quá xa với lời chỉ trích NATO, không thể hiện đủ sự tôn trọng khi không sẵn sàng mời Kiev trở thành thành viên. Ngay lập tức Bộ trưởng Quốc phòng Anh Benley tỏ ra khó chịu trước bình luận của Tổng thống Zelensky, đồng thời nhấn mạnh Ukraine cần phải lưu tâm đến sự hỗ trợ của các nước phương Tây đối với cuộc xung đột, cùng những hoài nghi về số tiền viện trợ khổng lồ mà họ đã dành cho ký ép. Ông Benling cho rằng, anh không phải là kho hàng Amazon để có thể đáp ứng nhu cầu về tất cả các loại vũ khí trong danh sách mà Ukraine đưa ra. Bình luận của Tổng thống Zelensky cũng không nhận được sự ủng hộ của Washington. Washington Post dẫn một số nguồn tin cho biết, các quan chức Mỹ tức giận đến mức họ đã xem xét cắt giảm viện trợ cho Ukraine. CNBC dẫn một nguồn tạo tin cho biết, phát biểu của ông Zelensky trước thềm hội nghị thượng đỉnh NATO vừa qua không gây được ấn tượng. Mặc dù thượng đỉnh NATO kết thúc với cam kết thống nhất về ủng hộ Ukraine và hướng tới mục tiêu lớn hơn là đảm bảo Nga không thể giành chiến thắng trong cuộc chiến, nhưng những mâu thuẫn kể trên cho thấy Ukraine cần phải hành động một cách thận trọng để cân bằng giữa nhu cầu của nước này với ưu tiên và lập trường chính trị của các đối tác phương Tây nhằm đảm bảo duy trì sự ủng hộ lâu dài ông Kemisi, cựu quan chức cấp cao của NATO, chuyên gia quốc phòng và an ninh quốc tế tại Viện Nghiên cứu Chatham House cho rằng Hội nghị thượng đỉnh Venus đã nêu bật những vấn đề dễ mâu thuẫn giữa các bên, cũng như nhấn mạnh sự cần thiết của ngoại giao và thỏa hiệp. Nhà phân tích Viumichi nhận định cần phải phân biệt giữa cấp độ chiến lược và chiến thuật ở cấp độ chiến lược và địa chính trị. Sự ủng hộ của phương Tây dành cho Ukraine rất vững chắc nhưng ở cấp độ chiến thuật sẽ có những vấn đề nảy sinh tại thời điểm hiện tại. Tổng thống Zelensky biết rõ rằng NATO không thể đáp ứng yêu cầu của Ukraine về việc đưa ra lịch trình cụ thể để gia nhập khối khi nước này đang có xung đột vì thế bằng cách đe dọa tẩy trai hội nghị thượng đỉnh ông zelensky đang thực hiện chiến lược mạo hiểm chuyên gia này cho rằng ukraine hiện đang ở một tình thế rất khó khăn và chắc chắn sẽ có khoảng cách giữa những gì họ muốn và những gì phương tây có thể cung cấp đôi khi điều này sẽ dẫn đến sự thất vọng nhưng quan trọng hơn là phải quản lý sự khác biệt đó để tránh rủi ro về lâu dài không chỉ chiến lược ngoại giao mà cả chiến lược quân sự ukraine đang theo đuổi cũng mâu thuẫn với lập trường và toan tính của phương tây Kiev được cho là đã khiến Mỹ khó chịu khi tiếp tục chiến đấu tại thành phố Bắc Mút ở miền Đông, nơi đã trở thành tâm điểm của các cuộc giao tranh ác liệt giữa lực lượng Nga và Ukraine trong hơn một năm qua. Nga tuyên bố giành quyền kiểm soát toàn bộ thành phố này vào tháng 5 năm 2023, nhưng Kiev vẫn nỗ lực đẩy lùi đối phương ra khỏi khu vực. Nhiều nhà phân tích quân sự đã đặt câu hỏi, liệu Ukraine có nên đổ thêm nguồn lực để giành lại một phần thành phố có rất ít giá trị chiến lược hay không? ông Conrad Muvisica, chuyên gia tình báo quân sự kiêm chủ tịch công ty tư vấn Brooklyn ở Ba Lan cho rằng, việc Ukraine tiếp tục chiến đấu tại Bắc Mút đã khiến Washington bất ngờ. Chuyên gia Coret lưu ý Mỹ đã can ngăn Ukraine không nên xa lầy cuộc giao tranh với Nga tại Bắc Mút. Vì lo ngại điều đó có thể khiến Kiev tổn thất lớn về nhân lực và vũ khí. Nhưng đối với Kiev, Bakhmut không chỉ là một thành phố, mà còn là biểu tượng của sự kháng cự ngoan cường mặc dù giá trị chiến lược của khu vực này vẫn còn nhiều nghi vấn. Kết quả là Ukraine đã mất rất nhiều binh sĩ giàu kinh nghiệm, tiêu tốn một số lượng lớn đạn pháo và không thể hỗ trợ đầy đủ cho các lực lượng ở những nơi khác. Trái với quan điểm này, cựu tướng Richard Barron của Anh cho rằng việc chiến đấu đến cùng tại Bắc Mút có thể là một phần trong chiến lược của Ukraine nhằm làm suy yếu và phân tán các lực lượng Nga, khiến họ khó hỗ trợ cho các nơi khác. Hiện đang có nhiều suy đoán về việc Ukraine sắp tung cú đòn chính trong cuộc phản công, trong đó có việc huy động một loạt lữ đoàn mới do NATO huấn luyện được trang bị vũ khí phương Tây nhằm phá vỡ các hệ thống phòng thủ của Nga ở miền Nam, nhà phân tích Baran suy đoán cuộc giao tranh dữ dội nhất từ trước đến nay có lẽ sắp xảy ra khi Ukraine cam kết sẽ giáng đòn quyết định đáp trả Nga. Theo ông Baran, Ukraine đang chịu sức ép từ những người ủng hộ phương Tây vì thế họ buộc phải làm mọi cách để đạt được bước tiến lớn trong cuộc phản công nhưng Ukraine cần phải lựa chọn thời điểm thích hợp để hành động. Nếu Kiev thất bại trong việc phá hủy phòng tuyến của Nga dù họ đã huy động tất cả các lực lượng dự trữ thì đây sẽ là bi kịch đối với cuộc phản công của họ và cũng là bi kịch với các nước phương tây đã viện trợ cho họ trong hơn một năm qua